Ta tiếp tục đi đến với câu 1G. Khi mà chúng ta bỏ đi dòng 3 và cột thứ 3 của ma trận B thì chúng ta thu được ma trận C. Và ma trận C thì có dạng như ở trên đây. Chúng ta tính cái định thức ma trận C thì thu được kết quả là DC bằng 52 và khác 0. Như vậy rõ ràng là ma trận C lúc này nó có ma trận khả nghịch. Và chúng ta sẽ đi để tìm được cái ma trận C mũ trừ 1, tức là ma trận khả nghịch của nó, thì chúng ta đi tìm các phân bù đại số của ma trận C. Thì các phân bù đại số của ma trận C nó sẽ được tính dưới dạng C11, thì lúc này nó bằng trừ 1 mũ 1 cộng 1 và nhân với cả chúng ta xóa đi cái nó là phần phân bù đại số của cái phần tử âm C11. Cho nên chúng ta xóa đi dòng 1 và cột 1 thì chúng ta thu và lấy định thức thì chúng ta thu được đấy là 4 trừ 1 2 3. Và tính kết quả thì chúng ta thu được kết quả đến là bằng 14. Và tiếp tục chúng ta tính cái C21. Thì C21 này nó được thu thu từ cái ma trận C bằng cách là chúng ta từ định thức ma trận C bằng cách là chúng ta xóa đi cái dòng thứ hai và cái cột thứ nhất, dòng thứ hai và cột thứ nhất, thì chúng ta thu được là nó bằng trừ 2, dòng xóa đi dòng hai cột nhất thu được trừ 2, 1 và 2, 3. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiệu chỉnh lại cái dấu của nó là phải nhân với trừ 1 mũ 2 cộng 1, tức là trừ 1 mũ 3 bằng trừ, thì nó có dấu trừ trước. Tương tự thì chúng ta có thể tính được các cái phần bù tiếp theo là C31 bằng cách là xóa đi cái dòng 3 và cột thứ nhất và nhân với hiệu chỉnh. Thì trong trường này thì 3 cộng 1 thì bằng 4, là số chẵn rồi, nên trừ 1 mũ 4 thì sẽ là dương. Rồi chúng ta có thể tính tiếp các cái phần bù C12, C22 và C32 từng với các cái phần tử là C nhỏ 12, C nhỏ 22 và C nhỏ 32. Và tương tự thì chúng ta tính tiếp là C13, C23 và C33. Và sau khi tính được các phần bù này rồi thì chúng ta sẽ có được cái ma trận nghịch đảo của ma trận C. C-1 lúc này nó chính là bằng 1 chia cho DC mà nhân với C sao. Và DC thì bằng 52 ở trên này, nên là nó sẽ bằng 1 phần 52 mà nhân với cái ma trận C sao. Ma trận C sao sẽ được tạo nên bởi các phần bù đại số, nhưng sẽ viết theo cái thứ tự dòng và cột. Nó sẽ đảo đảo chiều, hay nói khác là hay nói khác đấy là cái nó chính là cái sự chuyển vị khi mà chúng ta viết các cái phần bù đại số mà theo đúng cái chỉ số dòng và chỉ số cột. Thì lúc này nó sẽ là bằng 14 này, 8 này, trừ 2 và trừ 9, 6, 5, trừ 8, trừ 12 và 16. Và đề bài bắt chúng ta tính thêm cái định thức của ma trận 7C mũ trừ 1. Thì ma trận C là ma trận cấp 3, nên khi đó thì chúng ta khi tính cái định thức ma trận này thì nó sẽ bằng 7 mũ 3 mà nhân với cả det của C mũ trừ 1. Và nó bằng 7 mũ 3 mà nhân với 1 chia det C. Định thức của ma trận C mũ trừ 1 thì bằng 1 chia det C. Và kết quả nó sẽ là bằng 343 mà chia 52, tức là chia cho DC bằng 52. Ở câu H thì đề bài yêu cầu chúng ta giải cái phương trình ma trận là AX bằng C. Thì ta có ở câu trên thì chúng ta biến đổi ra được hạ của ma trận A lúc này bằng 2. Thêm nữa thì C là ma trận vuông cấp 3 mà định thức của ma trận C này nó bằng 52 khác 0, cho nên hạng của ma trận C lúc này sẽ bằng 3. Và theo bất đẳng thức hạng thì hạng của ma trận A nhân x thì luôn luôn nhỏ hơn bằng hạng của ma trận A và bằng 2 với mọi ma trận x. Và do nhỏ hơn nó nhỏ bằng 2 nên là nhỏ hơn bằng hạng của ma trận C. Như vậy thì hạng của ma trận AX luôn luôn nhỏ hơn bằng hạng của ma trận C. Do đó mà
không thể nào mà tồn tại được cái ma trận x mà thỏa mãn là ax bằng c, hay nói khác là phương trình ma trận lúc này sẽ vô nghiệm.